Đấy, cấu trúc dữ liệu cộng với thuật toán thì bằng chương trình. Thế thì tự như vậy chúng ta có các cái thuật toán ở trên dữ liệu rời giá khóa, nhưng nếu mà chúng ta không biểu diễn được dữ liệu đấy thì cũng chịu. Đấy, nên là logic là một trong những phần lớn ở giá rời giá của nó, thì chuyên để biểu diễn dữ liệu. Logic thì chuyên để biểu diễn dữ liệu. Logic nó cũng có rất nhiều phần, nhưng nãy cũng có giới thiệu sơ qua, chúng ta sẽ có logic mệnh đề là dễ nhất. Nó chỉ là đúng hoặc sai, nó các câu câu của chúng ta sẽ là đúng sai thôi. Thế còn có biến nào, chúng ta logic bị gọi là logic bị từ trong trình nhân tạo. Rồi chúng ta có logic mờ trong hệ chuyên gia, rồi chúng ta có logic mô tả trong các thứ nghĩa, vân vân. Nhưng ở đây chúng ta sử dụng cái dễ nhất có thể là logic mệnh đề. Cái đầu tiên chúng ta sẽ xem là mệnh đề là gì. Bạn nào có vở thì nhớ ghi lại một số cái điểm chính nhá. Ở với slide thì có sẵn rồi, nên những cái gì có trên slide bạn chỉ nốt vào thôi, và chúng ta chỉ có nốt vào trong vở thì có những cái điểm chính để bạn nhớ. Thì nhiều khi nó cũng cần dùng trong tư duy của chúng ta nữa. Mệnh đề. Đấy. Mệnh đề thì trong một số tài liệu chúng ta sẽ được định nghĩa là nó là một câu. Câu này sẽ là câu khẳng định hoặc câu phủ định. Mệnh đề là một câu mà nó chỉ có thể nhận giá trị đúng hoặc sai. Mệnh đề là một câu mà nó chỉ có giá trị đúng hoặc là sai. Đấy, như mệnh đề của chúng ta là một câu, một khẳng định. Như vậy chúng ta thì đóng một ngoặc ở đây, nó chúng ta có thể là nói là câu ở đây chúng ta là câu khẳng định hoặc là câu phủ định, chỉ là câu khẳng định hoặc câu phủ định đi nhé. Nó có giá trị đúng hoặc sai, thì ở trong toán logic thì chúng ta sẽ gọi cái giá trị đúng sai đấy là giá trị chân lý. Thế thì đúng thì chúng ta sẽ ký hiệu là true, sai chúng ta ký hiệu là false, hoặc là đúng chúng ta ký hiệu là một, sai chúng ta ký hiệu là không. Đấy, nó chỉ có một trong hai cách biểu diễn này thôi, nhưng mà đa số trong toán học thì chúng ta ký hiệu là true false, true false. Thế còn trong cài đặt các lập trình như các bạn học C về chính thì các bạn sẽ thấy là đa số là chúng ta dùng đúng thì chúng ta mặc định là một, và sai chúng ta ký là không. Nhưng mà một thì sẽ đi kèm với không, và true đi kèm với false, chứ không ai ký hiệu một đi kèm với cả false nhé. Rồi cái này nốt vào. Là một câu khẳng định hoặc phủ định chỉ nhận giá trị đúng hoặc là sai, và chúng ta sẽ ký hiệu là đúng sai là một không hoặc là true false. Đây là một số ví dụ. 5 là số nguyên dương, đúng hay sai? Quá đúng rồi đúng không? Vậy chúng ta nói đây là một câu khẳng định, và khẳng định này nhận giá trị chân lý là true, là một. 123 chia cho 3 đúng hay sai? Đúng đúng không? 1 cộng 2 cộng 3, theo dấu hiệu chia cho 3 chúng ta biết được gì? Tổng số chia cho 3 thì là chia cho 3 đúng không? Vậy đây là một câu khẳng định, và câu khẳng định này cũng nhận giá trị là true. Paris là thủ đô của nước Anh. Cái này các bạn theo kinh nghiệm chúng ta là Paris là thủ đô của nước Pháp. Nên là cái câu này là một mệnh đề sai. Mặt trời quay quanh trái đất. Đây là sai đúng không? Chúng ta biết trái đất xoay quanh mặt trời, nhưng mặt trời làm gì có xoay quanh trái đất đâu. Đấy. Mặt trời mọc ở đằng tây cũng sai đúng không, thì chúng ta biết là mọc đằng đông và lặn đằng tây. Đấy, thì đấy là những cái câu mà nhận giá trị đúng hoặc sai đấy thì chúng ta sẽ gọi là mệnh đề. Câu khẳng định hoặc câu phủ định nó sẽ là mệnh đề, và nếu như mà đúng thì chúng ta sẽ nói là giá trị chân lý của nó là true, sai thì là false. Chưa, mệnh đề sai sẽ nhận giá trị chân lý là false, hoặc là chúng ta ký hiệu là một và không. Thế nhưng ví dụ như câu là bạn có khỏe không, đây có phải câu khẳng định không, phủ định không? Không, đây là câu hỏi, và ở đây chúng ta sẽ không biết làm sao mà có thể xác định được giá trị chân lý của nó đúng không, nhưng đây là không phải là mệnh đề rồi nhá.
Bây giờ các bạn sẽ lấy ví dụ ở trong vở. Lấy hai ví dụ mệnh đề đúng, hai ví dụ mệnh đề sai và hai ví dụ không phải là mệnh đề. 2 phút nhá. Đây, một là một mệnh đề này. Đấy. Cố định trên này. Hai là chúng ta sẽ có cái gần như là cái số 7. Đấy. Đứng trước mệnh đề. Đấy, hai cái ký hiệu này. Chưa? Hai cái ký hiệu phủ định. Thì nhớ là nếu A là đúng thì phủ định A là sai. Và nếu là A là sai thì phủ định mệnh đề A là đúng. Thì cái bảng giá trị chân lý chúng ta biết rồi nhé. Giá trị chân lý của chúng ta sẽ là 0 và 1. Thì cái bảng giá trị chân lý ở đây tức là cái bảng liệt kê có tất cả các trường hợp mà các cái giá trị chân lý có thể. Thì đấy chúng ta sẽ gọi bảng giá trị chân lý. Và đối với logic mệnh đề thì chúng ta sẽ lập được bảng giá trị chân lý. Giống như kiểu vét cạn hay xem tất khả năng xảy ra. Thế còn các cái logic khác thì sẽ không lập bảng chân lý được. Ví dụ như là logic mờ chẳng hạn, giá trị nó từ 0 đến 1. 0 đến 1 thì bao nhiêu giá trị làm sao chúng ta lập được. Nhưng mà logic mệnh đề nó chỉ có đúng với sai, đúng là đúng, sai là sai, không có lưỡng lự ở giữa. Đấy, nên là nó rất là dễ. Logic mệnh đề là phần dễ nhất có thể. Để nó đúng là đúng, sai là sai, không có lưỡng lự ở giữa. Như đây chúng ta sẽ có bảng giá trị chân lý của các phủ định. Đấy, một mệnh đề nó chỉ có giá trị đúng hoặc sai. Thế nó đúng thì phủ định của nó là sai. Đấy. Nó sai thì phủ định của nó là đúng. Thế thôi. Nhớ chúng ta có hai cái hiệu này nhé. À, tiếp theo là phép AND hay phép hội. Trong logic chúng ta gọi phép hội ký hiệu này. Đấy, chúng ta có ký hiệu này. Phép AND thì chúng ta giống như viết biểu thức chúng ta biết rồi. Nó chỉ đúng khi cả hai cùng đúng. Một trong hai cái sai nó sai ngay. Đấy chính là phép AND. Đấy. À, chúng ta nốt vào nhá. Chúng ta viết luôn. Phép hội hay phép AND chỉ đúng khi cả hai cùng đúng. Chỉ đúng khi cả hai cùng đúng. Và đây là trường hợp ngoại lệ của nó này. Đấy, chúng ta thấy là A đúng B đúng thì A hội B đúng. A đúng hoặc B đúng thì cũng gì ạ? A. Chỉ đúng khi cả hai cùng đúng. Chỉ đúng khi cả hai cùng đúng. Còn tất cả các trường hợp của chúng ta làm sao? A đúng B sai hay là A sai B đúng thì đều là gì? Là sai hết. Và A sai B sai hiển nhiên là sai. Thì chúng ta sẽ đánh dấu trường hợp này vào. Cô nói nhanh nhá. Tương tự cái phép tuyển này. Phép tuyển ở đây thì chúng ta sẽ có một số loại. Cái này các bạn học điện thì sẽ rõ hơn. Thì chúng ta sẽ có là cái phép tuyển đây chúng ta sẽ tính là hoặc là bình thường thôi, tức là có thể trường hợp cả hai cùng đúng. Thì phép tuyển này của chúng ta chỉ sai khi cả hai cùng sai, chỉ sai khi cả hai cùng sai, chỉ sai khi cả hai cùng sai, còn lại đúng hết. Đấy, chúng ta nhớ trường hợp như vậy. Thế có một cái phép tuyển đặc biệt là phép tuyển loại trừ, tức là nó chỉ cho phép là một cái đúng một cái sai thôi. Cái tuyển lại trừ thì ở trong điện chúng ta ký hiệu như này. Đấy. Tuyển lại trừ ở trong câu của chúng ta sẽ là hoặc A hoặc B, tức là chỉ một trong hai đúng thôi. Còn trường hợp mà cả hai cùng đúng, nó cũng là sai, nó khác với cả tuyển thông thường. Thế còn trong khi mà xây dựng các cái biểu thức mệnh đề trong cấu trúc dãy nhánh, cấu trúc lỏng các bạn ấy, thì nó chỉ xuất hiện cái non and or thôi, cái này cũng có lý do cả. Người ta trong toán học người ta chứng minh được rằng chỉ với ba phép toán cơ bản thì có thể biểu diễn được tất cả các biểu thức. Do đó người ta chỉ cần sử dụng ba phép toán cơ bản non and or thôi. Đấy lý do vì sao các mẫu lập trình các bạn thấy nó chỉ có ba phép toán logic đấy thôi. Thế còn cái phép kéo theo nhá, kéo theo thì ở đây chúng ta người ta hay dùng nếu trong lập trình nó dùng if then nếu thì đấy. Kéo theo nếu A thì B này. Thì các bạn chú ý là cái kéo theo rất là đặc biệt. Nó chỉ có một trường hợp là gì?
đúng thì hiển nhiên dẫn đến đúng rồi, cái này thì khỏi bàn, sai thì dẫn đến sai rồi chị, quá là kinh thiên nghĩa địa. Thế nhưng cái trường hợp này nó hơi đặc biệt này. À, đặc biệt ở chỗ làm sao rất nhiều bạn sai sai đúng không, sai bước này bị nhầm đi mất một chút, sai bước kia nhầm đi một chút, nhưng bù trừ với nhau kết quả cuối cùng vẫn đúng. Tức là trường hợp là sao, sai thành phần nhưng vẫn có thể dẫn đến đi kết quả đúng, sai trong quá trình nhưng vẫn có thể ra được kết quả đúng. Bài này chấm tự luận không có điểm đâu nhưng mà gì kết quả vẫn đúng chưa. Thì đây là trường hợp nó hơi đặc biệt, thì cái kéo theo là các bạn nhớ là nó chỉ sai khi mà gì ạ, một cái có không thôi, còn không kéo theo một nó vẫn có thể đúng, có thể đúng chưa. Thì đây một là các bạn nhớ cái này rất nhiều bạn dựa các kéo theo để chứng minh trong cái bài toán tồn tại chứng minh, nhưng mà do cái cách tư duy nó có vấn đề nên hầu như chứng minh sai, nên là do cái hiểu nhầm các kéo theo này, cái này sẽ dùng trong tư duy rất là nhiều. Đấy, thì chúng ta một là chúng ta nhớ các kéo theo chỉ sai khi một cái là không phải là đúng hết, hoặc chúng ta nhớ trường hợp dạng mấy trường hợp một cái theo một cái không kéo theo không thì không loại nào sai cả, chỉ mỗi trường hợp này thôi, tức là không thì gì vẫn có thể kéo theo một cái. Đấy, những cái từ khi mà để chúng ta sử dụng trong thực tế từng cái câu để chúng ta dùng phép toán ấy thì cứ và nhưng dấu phẩy không nói gì thì ta dùng phép em, hoặc dấu phẩy thì ta nghĩ đến các o, nếu thì a khi từ có này khi có cái này, rồi từ a thì chúng ta có cái này là điều kiện cần hoặc là điều kiện đủ, thế thì chúng ta sẽ dùng kéo theo hoặc một số cái câu dân gian đấy, thì chúng ta cũng thể bao giờ bấy giờ đấy, chúng ta cũng có thể dùng các kéo theo. Còn tương đương thì chúng ta sẽ thêm chữ là kéo theo nhưng mà trong ngược và ngược lại, là chúng ta thấy điều kiện cần và đủ rồi, nếu và chỉ nếu và khi và chỉ khi là hai bệnh này tương đương đấy, thì chúng ta sử dụng các tương đương. Tương đương thì nó sẽ cùng đúng hoặc cùng sai, cái này thì nó không vấn đề gì cả, chúng ta đều có thể suy luận đúng hết. Ok, đấy là cái cô nói sơ qua về cái mấy cái phép toán chưa, mấy phép toán phủ định đúng hay sai, sai thì đúng. À, phép toán hội n chỉ đúng khi cả hai cùng đúng, cái này nhớ các bạn nốt lại, chỉ đúng khi cả hai cùng đúng. Cái o chỉ sai khi cả hai cùng sai, chỉ sai khi cả hai cùng sai. Đấy, phép kéo theo người ta nhớ là chỉ sai khi một kéo theo không, tương đương là cùng đúng hoặc cùng sai. À, chúng ta trong điện chúng ta có một cái phép toán rất hay dùng, cái phép toán tuyển loại trừ, nó ngược phép tương đương mà lúc nãy cô vừa giới thiệu đấy, tuyển loại trừ. À, nó chỉ loại trừ giá trị giống nhau, chỉ có một cái đúng một cái sai thì nó mới đúng, thì nó ngược phép tương đương. À, đấy là mấy cái phép toán cơ bản chưa. Rồi bây giờ các bạn sẽ ngồi nốt lại, ghi lại. À, nốt lại, ghi lại và các bạn sẽ viết lại thẳng trạng bảng này cho cô nhé. Đấy, chúng ta sẽ có một mệnh đề A. Phủ định thì thôi nhá, phủ định thì thôi nhá. Tại vì phủ định nó quá dễ rồi. Nên chúng ta chỉ có dùng hai cái đấy. Thì bảng dạy chân lý chúng ta sẽ, đây chính là bảng dạy chân lý nhá, lập cái bảng giá trị chân lý này, thì chúng ta biết là mệnh đề giả sử AB là mệnh đề thì chúng ta sẽ biết là A sẽ nhận giá trị là 011, true false thì các bạn 01 hoặc là true false, ở đây chúng ta dùng 01 nhé. Các bạn có thể liệt kê không trước, một trước thì các bạn ví dụ con liệt kê không trước. Đấy, các cặp giá trị chúng ta sẽ là 00, 01, 10 và 11 đúng không? Này bình thường thì chúng ta hai vòng là for lùng nhau, nên chúng ta có for A chạy từ 0 đến 1, B chạy từ 0 đến 1, chúng ta sẽ có cái giá trị này luôn.
A hội B nhá. Đấy, cái bảng này các bạn sẽ viết ở trong vở. Bốn trường hợp nhau. À, yêu cầu các bạn sẽ lập bảng giá trị chân lý này, đọc lướt lại. Đấy, chúng ta đã có là mệnh đề là câu khẳng định, nó sẽ là khẳng định một cái gì đó, và thường nó sẽ là câu khẳng định và câu phủ định. Định nó sẽ theo chỉ nhận giá trị đúng hoặc sai. Thì khi đúng thì chúng ta sẽ nói là giá trị chân lý của nó là true hoặc là một. Khi cái mệnh đề đấy sai, chúng ta nói là nó có giá trị chân lý là false, không chưa. Giả sử ở đây chúng ta chọn là 01 nhé, không đi kèm với 1, true đi kèm với false, nhớ như thế. Đây chúng ta gọi, đây A nhận giá trị chân lý là 0 là sai, đây giá trị chân lý là sai, AB là mệnh đề sai. Thì đấy, chúng ta lập bảng giá trị chân lý này ra. Do hôm nay chúng ta vào muộn nên cô sẽ làm nhanh cái này luôn nhé. Đấy, chúng ta có nhớ là phép N này, phép hội này chỉ đúng khi cả hai cùng đúng luôn. Đấy, nó chỉ đúng như cả hai cùng đúng thôi. Đấy, còn lại nó sai hết. Đấy, phép O này, phép tuyển này, tuyển thông thường này, chỉ sai khi cả hai cùng sai. Đấy, còn lại thì đúng hết. Thế kéo theo này, kéo theo làm sao? Chỉ sai khi một kéo không, theo không, đúng không? Còn lại thì đúng hết. Tương đương này, cùng đúng hoặc cùng sai, đúng không? Đấy, cùng đúng hoặc cùng sai, giá trị khác nhau thì ta tuyển loại trừ này, tuyển loại trừ này. Tuyển loại trừ đặc biệt ngược với tương đương, đúng không? Ngược tương đương thì một là chúng ta đây là không này, một này, một này, ngược thì là phép phủ định thôi. Đấy, hoặc là chúng ta loại trừ là đây loại trừ giá trị giống giống nhau, tức là cứ giá trị phải gì khác nhau thì nó mới đúng. Đấy, còn lại không sai. Thì đây là cái mà chúng ta cần phải nhớ. Nào nhanh lên viết cái này vào trong vở.
Đây, cái này là cái chúng ta rất dùng rất là nhiều trong lập trình. Rất nhiều bạn viết sai. Chúng ta có hay là có dùng cấu trúc lập để nhập giá trị cục biến, thỏa mãn giá trị hợp lệ. Thế thì nó sẽ thỏa mãn ví dụ như cái điểm điểm của chúng ta này, thì chúng ta muốn là số nguyên hoặc số thực nhá, cái đấy không nói gì nhá, nhưng mà nó sẽ nằm trong khoảng gì đây. Tức là gì? Như vậy chúng ta biết là điểm của chúng ta nó sẽ lớn hơn bằng 0 và điểm chúng ta nhỏ hơn hoặc bằng 10. Đúng không? Đấy. Thế khi lập trình thì chúng ta và đây này. Đấy. Thế còn trong logic thì chúng ta là phép phép hội thôi. Thế còn trong lập trình thì chúng ta sẽ dùng tùy ngôn lập trình thì hầu như ngôn lập trình như C, C cộng, C thăng Java, dấu này, Pascal, Python thì N. Đấy, từ ngữ thì đây là dấu và này, trong logic thì chúng ta sẽ là đây là một biểu thức thứ nhất này. Đấy, đây là A này. Đấy, đây là B này. Đấy. Đấy, giả sử A chúng ta là cái mệnh đề này nhá. Đấy, B là cái mệnh đề này nhá. Đây và đây. Đây đó chính là gì? A and B, đúng không? Đó chính là A and B. Đấy, chuyển sang logic nó chính là A and B, với A là cái mệnh đề, D lớn bằng 0 và B là mệnh đề D nhỏ bằng 10. Thì vấn đề là khi nhập giá trị hợp lệ chúng ta biết là đúng lặp sai khoát. Đúng lặp sai khoát, đúng không? Đúng chưa? Thế thì vì vậy nên là cái biểu thức điều kiện sau while ấy, nó phải ngược với cái chúng ta muốn. Đúng không? Thì biểu thức điều kiện mà while đóng bằng ngoặc biểu thức điều kiện đấy nó sẽ phải ngược cái gì đây, ngược với cái chúng ta muốn đúng không, do đúng lặp sai khoát mà. Đấy, do ngược với cái chúng ta muốn nên là chúng ta sẽ phải lấy phủ định của cái này. Đúng chưa, chúng ta phải lấy phủ định cái này, tức là suy ra là cái gì đây, biểu thức điều kiện của chúng ta trong cái bài toán này này, trong cái bài toán điểm nằm trong khoảng này thì nó sẽ ngược với cái chúng ta muốn, tức là nó sẽ chính là phép gì, phủ định đấy thôi. Đấy. Đấy được. Đấy, nó chính là cái này. À, chính là cái này thì vấn đề là rất nhiều bạn viết sai. Một là chúng ta sẽ viết làm sao đây, nên biểu thức của chúng ta nó sẽ là gì đây, phủ định này, đúng chưa? Hai là chúng ta sẽ dùng gì đây, nhưng hầu như các bạn lại không thích dùng phụ dấu phủ định này cơ. Đấy, chính vì thế nó mới hay sai. Hai là chúng ta sẽ có cái luật Demogan. Demogan dùng rất nhiều trong cả cơ sở dữ liệu, trong tập hợp, trong logic. Mặc dù công thức rất đơn giản, các bạn thấy người ta thường gọi là đối ngẫu, là đối ngẫu hoặc là Demogan, rất là đơn giản, cái công thức cực đơn giản đấy thôi, nhưng mà tính ứng dụng của nó rất là cao. Đấy, thì hai cái biểu thức này tương đương với nhau. Vì vậy nếu mà chúng ta không thích viết được cái kiểu này có dấu phủ định này thì chúng ta viết đúng là hai biểu thức tương đương với nhau, tức là cái biểu thức này nó sẽ tương đương ứng với biểu thức này, tức là nó sẽ là gì đây, nó chính là cái anh này, đúng không? Và cái anh này thì nếu viết thành cái biểu thức a, a của chúng ta là gì đây, là d lớn bằng không, đúng không? Vậy phủ định của a sẽ là gì, phủ định của a sẽ là gì, thì là D nhỏ hơn không, đúng không? Đấy. Cái này phép tuyển. Đấy, tuyển. Đấy, là cái hoặc thôi.
Phủ định của B đúng không? B nhỏ bằng 10 là B, thế còn phủ định của nó thì sẽ là D lớn hơn 10. Đấy, vì vậy là đấy chứ có lấy luôn một cái ví dụ mà chúng ta có thể dùng luôn ở trong cái logic trong khi mà viết, bởi vì bản thân cái công cụ lập trình nó cũng đi từ logic cả, logic để biểu diễn dữ liệu. Đấy, do đó nên là chúng ta có thể dùng để rất đơn giản chúng ta để viết cái biểu thức, dùng Demogan để viết biểu thức. Bây giờ chúng ta quay lại nhé. Bây giờ cô sẽ yêu cầu các bạn chứng minh thế này. À, chúng ta sẽ có rất là nhiều câu chứng minh, nhìn thấy chưa? Đó. À, nhưng mà chọn một câu rất đơn giản, Demogan. Giờ chứng minh cái này nhá. Thì chứng minh mặt logic nó rất là dễ, bởi vì chúng ta biết là một mệnh đề thì nó chỉ đúng hoặc sai thôi, đúng chưa? Đây, chúng ta có thể hoàn toàn chứng minh nó bằng lập bảng giá trị chân lý. Các bạn sẽ thấy là tin chúng ta copy paste exit là chuẩn, cần gì viết lại đâu, chúng ta copy paste thôi đây nhá. Thì chúng ta sẽ có A hội B này, thế thì hiển nhiên là chúng ta cái này ngược đúng không, thì cái này sẽ thành một 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 không. Thế ngược lại cái định của A nhé. Rồi. Đã insert ngại quá nhỉ. Viết ở trên máy nó thế, viết trên bảng là sẽ dễ hơn. Thôi để cô dùng cái cách thứ hai là dùng cái ký hiệu. Ký hiệu phủ định. Đây nhá, chúng ta nhớ là có hai cái hiệu, một là để mà cái mũ lên trên này, hai là chúng ta dùng cái ký hiệu phủ định gần như số 7 đấy. Đây, ngược này, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Cái phép mo tuyển của chúng ta chỉ sai, cả hai cùng sai, lại đúng hết. Đấy, vậy chúng ta nhìn này. Đấy, cho thấy giá trị chân lý của nó có giống nhau không? Đấy, giá trị chân lý có giống nhau, có giống nhau đúng không? Vậy thì nhìn vào đây, trường hợp thứ nhất này giống này, trường hợp thứ hai giống này, trường hợp ba giống, và chúng ta chỉ có bốn trường hợp này thôi. Và trường hợp nào cũng giống thì chúng ta sẽ nói là hai biểu thức này là tương đương logic, và tương đương logic thì chúng ta hoàn toàn là giá trị nó giống nhau, còn giống nhau thì chúng ta có thể sử dụng thôi. Và đây đây là một ví dụ chúng ta sử dụng. Ok nhá. Đấy, đây là cô giới thiệu sơ qua về logic mệnh đề. Đấy, bây giờ chúng ta nghỉ giải lao một chút. Trong cái lúc nghỉ giải lao, các bạn đọc có chỗ không là không hiểu thì mấy phút sau vào lớp thì chúng ta lại thảo luận. Ok.
mấy cái ví dụ này các bạn về đọc có gì đầu buổi tới là chúng ta sẽ thảo luận nhé, thảo luận và làm bài tập. Chúng ta sang phần tập hợp.